Hello Lily, Sean đã xin mời được Enchanted. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video này. Trong video lần này chúng ta sẽ cùng với nhau đề cập đến một chủ đề ngữ pháp nữa mà cũng được rất là nhiều bạn quan tâm. Đó là khi nào chúng ta dùng kind và khi nào dùng niche. Và niche được đặt ở vị trí nào trong câu? Câu trả lời cho những câu hỏi này các bạn có thể tìm thấy ngay sau đây. So, lass uns anfangen. Tiếng Đức khác với tiếng Anh ở chỗ đó là câu phủ định không được hình thành bởi việc chia động từ. Ví dụ như ở trong tiếng Anh chúng ta có câu I have a pen. Và để phủ định cho câu này chúng ta chia động từ thành I don't have a pen. Còn trong tiếng Đức Ich habe einen Stift. Ich habe einen Stift. Để phủ định cho câu này chúng ta sẽ nói Ich habe keinen Stift. Ich habe keinen Stift. Ở đây thì dạng phủ định trong tiếng Đức được hình thành bởi việc chúng ta sử dụng mạo từ kein. Đôi khi là keiner oder keinen tùy thuộc vào việc là danh từ đó đứng ở accusative cách thứ tư oder nominative cách thứ nhất. Ở một trường hợp khác chúng ta lại nói Ich komme aus Vietnam. Ich komme aus Vietnam. Phủ định của câu này Ich komme nicht aus Vietnam. Ich komme nicht aus Vietnam. Ở đây thì câu phủ định lại được hình thành bởi việc thêm từ nicht. Nicht. Dịch ra tiếng Anh chúng ta có thể hiểu đó là not. So, vậy khi nào chúng ta dùng kein và khi nào chúng ta dùng nicht để hình thành dạng phủ định của câu? Rất đơn giản, kein dùng để phủ định cho một danh từ. Đó có thể là danh từ không có mạo từ hoặc là danh từ có mạo từ không xác định. Hast du Geld? Hast du Geld? Nein, ich habe kein Geld. Nein, ich habe kein Geld. Các bạn có thể thấy ở đây đó là Geld là danh từ không có mạo từ. Và để hình thành dạng phủ định của câu này chúng ta nói là kein Geld. Kein Geld. Có với một câu khác với danh từ có mạo từ không xác định. Das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Ở câu phủ định, chúng ta có Das ist kein Hund. Das ist kein Hund. Chúng ta thêm mạo từ kein đằng trước danh từ Hund để hình thành dạng phủ định cho danh từ này. Từ kein đứng trước danh từ cần phủ định và nó có chức năng như một mạo từ, bởi vậy nên nó cần phải chia đuôi. Và việc chia đuôi của mạo từ kein phụ thuộc vào việc là danh từ đứng đằng sau nó là giống đực, giống chung hay là giống cái và danh từ đó ở cách một nominative order cách thứ tư accusative. Có thể các bạn sẽ thắc mắc accusative là gì và nominative là gì. Thực sự thì mình đã giải thích về vấn đề này ở trong một số những video trước rồi, tuy nhiên mình cũng rất là sẵn sàng để tóm tắt lại cho các bạn ở trong video này. Dù rất đơn giản, khi danh từ là chủ ngữ của câu hoặc danh từ đó đứng đằng sau động từ sein, tức là thì là ở, thì danh từ đó luôn luôn là ở cách thứ nhất, nominative. Còn nếu không thì những danh từ đó sẽ chia ở cách thứ tư, accusative. Điển hình là khi những danh từ đó đứng sau những động từ như haben, haben, brauchen, brauchen, suchen, suchen, kaufen, kaufen, finden, finden. Việc chia đuôi của mạo từ kein cụ thể như thế nào thì các bạn có thể tham khảo ở phần hộp thông tin miêu tả ngay dưới video. So, còn khi nào chúng ta sẽ hình thành câu phủ định với từ nicht? Đó là khi mà thành phần cần phủ định không phải là danh từ mà là động từ, tính từ, trạng ngữ, đại từ, giới từ, tên riêng, danh từ với mạo từ xác định và đại từ sở hữu, hay là cần phủ định cả câu, thì khi này chúng ta sẽ dùng từ nicht. Việc phủ định động từ chính của câu cũng có nghĩa là phủ định cả câu đó. Ví dụ như Ich kaufe das Auto nicht. Ich kaufe das Auto nicht. Khi này thì nicht sẽ đứng ở cuối câu. Nếu như mà trong câu đó có trợ động từ hay một đàm verb, động từ tình thái, thì lúc này nicht sẽ đứng ở trước động từ chính. Ich möchte das Auto nicht kaufen. Ich möchte das Auto nicht kaufen.
Ich habe das Auto nicht gekauft. Ich habe das Auto nicht gekauft. Nếu như muốn phủ định cho từng thành phần câu chứ không phải là cho cả câu, thì khi đó nicht sẽ đứng ở trước thành phần câu cần phủ định và sẽ được nhấn mạnh khi nói. Ist dein Freund? Nein, es ist nicht mein Freund. Ist dein Freund? Nein, es ist nicht mein Freund. Kochst du gern? Kochst du gern? Nein, ich koche nicht gern. Nein, ich koche nicht gern. Wohnst du in Berlin? Wohnst du in Berlin? Nein, ich wohne nicht in Berlin. Nein, ich wohne nicht in Berlin. Ở trong trường hợp này, người ta cũng hay dùng một từ đó là sondern. Sondern. Mà là. Có thể hiểu là không phải mà là. Er ist nicht mein Freund, sondern mein Bruder. Er ist nicht mein Freund, sondern mein Bruder. Ngoài ra, nicht cũng thường hay đứng trước những cái danh từ phụ thuộc vào động từ. Ví dụ như Autofahren. Autofahren. Ich kann nicht Autofahren. Ich kann nicht Autofahren. Thì khi này nicht sẽ đứng ở trước danh từ Auto, chứ không phải là đứng trước động từ chính như là cái trường hợp mà mình vừa hướng dẫn cho các bạn ở trên. Hoặc là Fußball spielen. Fußball spielen. Er kann nicht Fußball spielen. Er kann nicht Fußball spielen. Ở một vài trường hợp khác thì chúng ta cũng có thể sử dụng một số những cái từ để chỉ sự phủ định. Ví dụ như trong tiếng Anh chúng ta có nothing, nowhere, never. Thì trong tiếng Đức chúng ta cũng có nichts, nichts. Không có cái gì cả. Ich habe heute Abend nichts gegessen. Ich habe heute Abend nichts gegessen. Nirgendwo. Nirgendwo. Không ở đâu cả. Ich habe mein Handy nirgendwo gefunden. Ich habe mein Handy nirgendwo gefunden. Nie. Nie. Er ruft mich nie an. Er ruft mich nie an. Oder niemand. Niemand. Không ai cả. Niemand ist zu Hause. Niemand ist zu Hause. So, ist es euch soweit klar? Hy vọng là những kiến thức trong video ngày hôm nay đã trả lời được cho những thắc mắc của các bạn. Thực sự thì mình đã đọc hết tất cả những cái tin nhắn và những cái comments của các bạn. Và mình nhận thấy một điều rằng phần lớn những yêu cầu của các bạn là về những chủ đề về ngữ pháp. Mình biết là ngữ pháp cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên đối với việc học ngoại ngữ thì ngữ pháp không thôi thì cũng chưa đủ. Mình không thể làm được tất cả những cái video về các chủ đề ngữ pháp được, mà mình sẽ dựa theo những cái kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm học tiếng Đức cũng như là kinh nghiệm dạy tiếng Đức của mình để lựa chọn ra những cái chủ đề ngữ pháp mà mình cảm thấy có thể gây khó khăn cho người mới học tiếng Đức, và sẽ đưa ra cho các bạn những cái lời khuyên để giúp cho các bạn tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng hơn. Những video tiếp theo thì mình muốn dành để làm về những câu giao tiếp thông dụng hàng ngày. Mình sẽ tổng hợp tất cả những cái mẫu câu thông dụng mọi người có thể sử dụng được ở trong giao tiếp, ở trong cuộc sống hàng ngày, ở rất là nhiều những cái địa điểm khác nhau, ví dụ như là trường học, bệnh viện, ngân hàng, siêu thị, khách sạn, vân vân. Mình nghĩ là nó sẽ giúp ích được cho rất là nhiều người có ý định sang Đức du lịch hay là sinh sống một thời gian ngắn, hay là cũng có thể là những cô chú hay anh chị đã sống ở Đức một thời gian tuy nhiên không có cơ hội được học tiếng Đức, hay đơn giản là những bạn thích tìm hiểu một thứ tiếng mới. Và hy vọng rằng các bạn sẽ đón nhận những video này của mình. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tschüss! Bis bald!